hình ảnh cô mang đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi là người mẹ của tôi. Khi tôi bé Tranh thì trong đêm thì mẹ tôi thường hay, tôi cảm động nhất là mẹ tôi thường hay châm đèn dầu tôi vẽ, và mẹ tôi có thể làm cho tôi một tô mì, một tô cháo loãng. Và thời giờ khuya rồi, có lúc 12 giờ, 1-2 giờ mẹ vẫn không ngủ, vẫn thao thức, và đôi mắt mẹ vẫn đăm chiêu nhìn về tôi. Hầu như tôi thấy có một sức mạnh tình thương nào đó đã sạc năng lượng cho tôi, và tôi cảm thấy có sức mạnh hơn và tôi tự tin hơn. Và đặc biệt mẹ tôi là người ủng hộ, và mẹ tôi là người chỉ bảo và dẫn dắt cho tôi. Mỗi khi tôi bị nghiệt ngã và không đủ sức vượt qua được vì cái cơ thể sức khỏe của tôi, nhưng mà mẹ tôi thường hay động viên và an ủi. Và mỗi khi những điều gì tôi cần thiết là mẹ tôi đã chuẩn bị cho hết. Hầu như có khi là từ cái bàn vẽ đó là mẹ tôi sắp xếp để sẵn hết, mẹ lau sơn, mẹ cạo kiến, mẹ làm hết, thì tôi đến trên ngồi vẽ thôi. Và có khi tôi điều ấn tượng nhất là có những đêm khuya và tôi vẽ như vậy là tôi ngã tôi ngủ tại chỗ luôn, trên cái mặt đất đó. Thì mẹ tôi cũng không dám khi tôi dậy nữa, tại vì tôi bị mỏi mòn. Thì mẹ tôi đi lấy một cái mền đắp ngang ngực, và khi bắt đầu trời khoảng 3 giờ sáng, 4 giờ sáng thì tôi thức dậy, tôi giải tiếp. Những cái ấn tượng đó khó quên trong cuộc đời của tôi. Vẽ chân dung về Bác Hồ với chiếc đèn dầu này thì mẹ tôi đã soi rọi cho tôi suốt 10 năm đã qua. Thì hôm nay nhân cái ngày dỗ mẹ thì tôi xin gửi chiếc đèn dầu này lại cho Viện Bảo tàng Bến Tre. Thì xin mời anh Lâm, giám đốc bảo tàng đón nhận cái kỷ niệm này.